Xin giới thiệu với cả nhà, đây là một cái vũ khí tối thượng của mộng chè mình. Cả nhà có biết để làm gì không? Đây không phải là Xin giới thiệu với cả nhà, đây không phải là một cái mũ bình thường mà là một cái vũ khí tối thượng của mộng chè mình. Cả nhà thấy có cái gì khác biệt không? Ở phần đầu á, nhìn kỹ đi. Nó bị dẹp lép là bởi vì nó dùng để trét bơ bánh mì. Công thức này thì mà năm ngoái mình đã làm rồi, nhưng mà năm nay mình lại thèm bánh mì quá, bởi vì mùa này không có thèm gì hơn là một ổ bánh mì nhiều thịt nhiều chả mà không rau không hành lá. Rồi bây giờ mình sẽ cần phải có 250ml là dầu ăn. Mình sẽ khử mùi trước, bởi vì kỳ trước cũng có nhiều bạn bảo là sợ bị tanh, thì làm cách này đảm bảo không có bị tanh nha. Mình sẽ cho hành vào và mình sẽ phi thơm, lát nữa để riêng ra để cuốn bánh tráng ăn cũng xối dách luôn á. Nếu mà bình thường cả nhà nấu ăn thì cũng có thể làm cách này để cho cái dầu của mình nó thơm hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ riêng ra một cái chén và nhớ là phải để nguội thiệt là nguội rồi mới bắt đầu tiến hành làm. Trong thời gian đó thì mình sẽ tách lòng đỏ lòng trắng của ba quả trứng nhé. Ba em này thì cả nhà cũng cần phải lưu ý một chút xíu là mình sẽ phải để ở nhiệt độ phòng nha. Nhiệt độ phòng là sao? Nếu mà cả nhà để bên ngoài không bỏ trong tủ lạnh thì thôi không cần quan tâm. Còn nếu mà để trong tủ lạnh thì phải lấy ra cho nó hả hơi ít nhất là 2 tiếng đồng hồ. Mình sẽ cần phải có một cái chai rỗng nữa và mình bóp nhẹ một cái, sau đó để kê vào cái lòng đỏ đó, mình hút lên. Thế là xong. Khi mà có ba lòng đỏ rồi thì đây chính là cái lúc tập cơ tay nè. Ban đầu mình sẽ cho vào nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê đường, sau đó là sẽ khuấy trộn đều bằng phới nha. Và khi mà đã hòa quyện trộn lẫn vào với nhau rồi thì mình bắt đầu cho từng muỗng dầu lúc nãy mình đã khử hành đó. Nếu mà cả nhà có cái chai dùng để bóp từng giọt á, thì mình bỏ vào trong cái chai đó nó dễ canh hơn. Còn nếu mà chỉ dùng cái muỗng thì nhớ đong mỗi lần là một muỗng, đến khi nào mà nó hòa trộn đều rồi thì mới cho tiếp một muỗng tiếp theo. Đừng có đổ ụp cái là nó hư, không thôi lại đổ tại mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục khuấy cho đến khi nào mà nó hết nguyên cái tô đó. Khoảng cỡ 250ml thì nó cũng hơi lâu nha. Dùng bằng cái máy đánh trứng chạy bằng cơm nhà mình với cái phới này nè thì mất tầm chừng 30 phút. Ở trên YouTube mình cũng có thấy một số anh đã làm bằng ba cái đôi đũa đó. Trời, công nhận thật sự là luyện cơ tay luôn, thì mất tầm chừng 40 phút. Và nếu mà nhanh nhất chắc chắn là dành cho những bạn nào nhà có máy đánh trứng rồi. Mình thấy mấy chị đánh tầm chừng có 3 cho đến 5 phút thôi à, cho nên là tùy cả nhà lựa chọn cách nào phù hợp nha. Rồi đánh cho đến khi nào mà mình cảm thấy vừa thì đây, khi mà mình nhấc lên mà nó tạo thành chóp giống như là đánh giống vậy nè đó, thì lúc đó là đã ok rồi, mình nên dừng lại. Còn nếu mà đánh tiếp tục nữa hoặc giống như mình nghĩ nhiều chặn quá thì nó sẽ rất là dễ bị vữa. Nếu mà bị vữa rồi thì cách xử lý như thế nào, ok mình sẽ chỉ cho cả nhà nha. Nếu mà mới bị vữa theo kiểu nhẹ nhẹ như vậy nè thì cho vào trong đây một muỗng nước sôi và mình đánh như bình thường, là lát nữa nó sẽ kết dính lại, màu nó nhạt hơn một chút xíu thôi nhưng mà nhìn vẫn rất là hấp dẫn. Còn nếu mà bị vữa nặng mà nó kiểu nó tách riêng ra dầu luôn rồi đó thì mình sẽ đánh riêng thêm một lòng đỏ trứng gà nữa, rồi sau đó trộn vô chung và đánh lại thì nó cũng sẽ kết chính là như bình thường. Và đó là hai cái cách chữa mình nghĩ rất là hiệu quả luôn á. Mong là cả nhà sẽ không có gặp tình trạng đó, mà thí dụ mình nếu có gặp á thì đã tìm được cách khắc phục rồi ha. Là sau khoảng cỡ 10 vòng đánh thì nó đã hòa quyện trộn lại với nhau và may quá không có cần phải bỏ đi. Trời, hên dễ sợ. Trời, bắt tay vào mở quầy bánh mì thôi. Cắt bánh mì ra một lớp bơ, một lớp pate, xong mà còn giò chả gì thì cho vô, cắn miếng thử coi. Cũng giống như cái cô bán ở đầu ngõ rồi đó. Nhưng mà dĩ nhiên rồi, ăn bên ngoài lúc nào cũng ngon hơn mà. Ăn ở nhà thì được nhiều hơn đúng không cả nhà? À, còn thêm một món nữa cho bơ nè. Xong mà cái hành phi lúc nãy mình vừa mới phi á, thêm miếng muối Tây Ninh nữa, chấm bánh tráng. Số dách nha.